Video này mình sẽ mở chiếc Nokia E63 ra ha bạn, và để lấy hai cái miếng bụi này để cho cái chiếc điện thoại này đẹp hơn. Và trong cái quá trình mở này các bạn cũng xem cái cấu tạo bên trong của nó luôn nha. E63 này thì mình mua trên Shopee nha bạn, và mình đã làm video về nó rồi. Mình để những cái link mà video liên quan về nó ở dưới phần mô tả ha. Nếu bạn nào quan tâm thì chúng ta sẽ xem ở dưới phần mô tả. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành tháo nó ra nha bạn. Trong cái quá trình sử dụng á, mình cũng chia sẻ thêm mà trong cái quá trình sử dụng á, thì mình rất là thích cái chất liệu mà nhựa này, nó giống như nhung các bạn, rờ nó rất là mềm luôn, không bám mồ hôi, không bám dấu vân tay ha, và hầu như là không có thấy được cái vết trầy nặng ha các bạn. Đó, mở nó ra rồi chúng ta tháo binh ra luôn nha, viên binh của nó này bạn. Hôm bữa mình có chia sẻ với các bạn là cái thiết bị này cái số email nó không trùng với bên trong ha, và nhìn nó lạ lắm, nó có nhiều, giống như là dán nhiều cái email lên á. Đâu mình lột thử ra nha bạn. Đó, các bạn thấy không? Wow, bên dưới nó có một cái số email nữa, và cái số này nó khác số trên luôn. Ở trên là 9841, ở dưới là 7408 ha. Một cái miếng email đã bị lột ha, và dường như là còn nữa nha bạn, lột tiếp nha. Không hiểu tại sao shop lại dán nhiều cái email như vậy luôn á. Ồ, bên dưới còn một cái lớp email nữa nha các bạn. What the hell? 6001 và... Nhưng mà cái RM các bạn chú ý nè, cái RM 437 nè, còn này là RM 600 nha, 600. Và cái email này á, là nó đúng với cái email của máy luôn, nhưng mà cái tên mã khác. Có thể đây là một cái phiên bản 6300 của thị trường Trung Quốc ha. Hèn chi mà nó không có wifi nha bạn. Hèn chi nó không có wifi, có thể là của thị trường Trung Quốc nhưng nó được chạy cái phiên bản email của Việt Nam nha các bạn. Đó, các bạn thấy cái phiên bản của Việt Nam nè, RM 437 nè, còn cái này là RM 600. Đó, một cái phiên bản, cái này bay Nokia, còn này là tiếng Hoa không ha. Hèn chi là trên mạng có rất là nhiều bạn mà sử dụng cái Nokia E63 này á, lại không có được cái lại không thể bắt được wifi nha bạn. Đó, có rất là nhiều người gặp cái tình trạng mà mua cái thiết bị này về và đọc cái RM này như cái phiên bản của Việt Nam á, cái phiên bản quốc tế thì chúng ta sẽ có được wifi, còn thì phiên bản của Trung Quốc á, theo mình biết thì một số thiết bị ở thị trường Trung Quốc á, nó sẽ không có wifi ha. Đó, đây là chính là cái điểm mấu chốt ha các bạn. Lẽ ra là trong cái bài mà mở hộp á, cái bài đánh giá từ mua trên Shopee là mình sẽ cho các bạn xem cái này ha. Và thôi mình cũng sẽ tiến hành mở ra để xem là lấy bụi bên trong. Tại vì dù sao thì cái mức giá của thiết bị này nó cũng hợp lý thôi. Mà mình cái wifi thì hiện tại cũng không cần thiết lắm ha. Đó, thì để mở cái thiết bị này ra thì chúng ta cần có một cái bộ ốc vít đa năng ha các bạn. Cái bộ mở ốc đa năng á. Đây, cái con ốc của nó này các bạn. Con ốc của nó thì cái dạng cái đầu vít 6 chấu ha. Cái đầu vít 6 chấu sẽ mở được. Mình sẽ để con ốc nó ở đây. A few moments later. Ồ, bây giờ mình đã biết tại sao là nó không có wifi rồi các bạn. Lột cái siêu này ra luôn ha. Thì đối với cái thiết bị mà cái mức giá như này thì cũng không đòi hỏi hơn. Mình cảm giác là hợp lý rồi các bạn. Nhưng mà lẽ ra shop nên để là không có wifi. Và trong cái quá trình mình sử dụng á, mình gặp ở trong cái phần mà tùy chọn menu các bạn, nó có một cái số cái bị lỗi phong á, có lẽ là do cài cái firmware khác nó bị như vậy ha. Ok, sau khi tháo được 4 con ốc ra thì chúng ta sẽ mở. Đó các bạn, các bạn thấy không? Đây là cái phần màn hình của nó nè. Đó, cái phần màn hình của nó nè.
Đó. Mình sẽ vệ sinh luôn cái phần màn hình với lại những cái bụi nho nhỏ này nha. Này giống như là keo á, với lại cái màn hình bị lót ra các bạn. Có thể là đây là một cái màn hình linh kiện ha. Đây là có thể là một cái vỏ linh kiện. Nếu các bạn nhìn kỹ thì ở đây chúng ta có một cái chân đế ốc đã bị gãy nè. Và nó nằm ở đây. Hèn chi là cái lúc mà mình mua về mình thấy bên đây á, nó có cái độ hở ha các bạn. Đó. Nó có vẻ nó cũng tương đối là sạch đi cái phần keo này rồi. Và sau khi mở ra thì mình đã biết được rất là nhiều sự thật đằng sau chiếc điện thoại này ha các bạn. Rồi, tiến hành ráp lại nha. Chỗ này cái ốc nó bị như vậy á, cho nên là nó không sát các bạn. Cho nên là nhìn nó có cái độ hở mà tương đối sạch thôi. Ráp bốn con ốc lại. Dường như con ốc này nó cũng bị tuôn rồi các bạn. A few moments later. Vậy là cái thiết bị này là thiết bị trùng IMEI nha. Và các bạn nhìn nè, WCDMA tức là chỉ có 3G thôi. Còn cái IMEI này là có cái chữ là WLAN, tức là nó có hỗ trợ Wi-Fi. À, ghê chưa, ghê chưa? Rồi. Các bạn nghĩ sao về cái thiết bị này khi mà cái mức giá của nó và nó không có Wi-Fi ha? Thì các bạn hãy bình luận phía bên dưới video ha các bạn. Rồi sau khi mà lấy những cái bụi ra thì cái màn hình của nó đã đẹp hơn ha, đẹp trai hơn rồi. Qua cái video mà mở cái thiết bị này ra và cũng như là mình đã biết được cái sự thật là thiết bị này chính là một thiết bị dành riêng cho thị trường Trung Quốc, được dán siêu lại và được cài lại cái phiên bản phần mềm của quốc tế các bạn, cho nên là nó hầu hết những cái tính năng nó tương tự, mạng sóng sánh rồi nó tương tự như bản quốc tế luôn, nhưng nó chỉ không có wifi thôi ha. Thì mình nghĩ là nó cũng hợp lý trong cái mức giá này, nhưng mà rõ ràng shop không nên dán cái số đó lên ha, mà để cứ để nguyên như vậy và cứ để là đây là một cái phiên bản không có wifi. Các bạn nghĩ sao về cái video này và cái thiết bị Nokia E63 phiên bản Trung Quốc và được chạy lại cái phần mềm quốc tế, thì các bạn hãy comment phía bên dưới video ha. Cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo nha.